Netizen Trung Quốc chia sẻ trải nghiệm sống tại Việt Nam, khó khăn và cơ hội như nào. Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Ngày càng khó khăn hơn đối với người Trung Quốc ở Việt Nam". Hiện tại, họ đang trấn áp người Trung Quốc sống trong những căn hộ giá rẻ và căn hộ kinh doanh ở Việt Nam. Chi phí sinh hoạt ở Việt Nam đối với người nước ngoài sẽ khó khăn hơn. Mọi người đều trân trọng những gì bạn có vào lúc này. Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Mọi chuyện không hề dễ dàng đối với người miền Nam Trung Quốc. Đã 5 năm rồi, tôi có 2 con và không thể đi làm. Đúng rồi bạn. Tôi sang Việt Nam tìm vợ và bị phạt 5.000 tệ ở Lào Cai đây này. Việc đưa vợ về không ảnh hưởng gì đúng không? Thật hay giả đấy. Tôi thấy người Việt đối xử với tôi rất tốt, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam. Không sao đâu, tôi hỏi có xưởng may quần áo nào không? Một người bạn của tôi đã nói cho tôi biết nơi cô ấy làm việc, và công việc là may áo khoác. Tôi không thích bất kỳ ai trong số họ. Tôi chỉ hỏi, có thực sự có nhiều nhà máy may mặc ở đó không? Tôi không tin mọi người sang đó sẽ làm việc trong một nhà máy. Chỉ cần xin visa kinh doanh là bạn có thể thuê nhà bên đó. Giá thuê 2 phòng ngủ và 1 phòng khách ở Hà Nội, rất phổ biến với giá 5.000 tệ một tháng. Nó có đắt không? Bạn đã bị lừa, trừ khi đó là khách sạn sang trọng và cao cấp. Bạn gái tôi đang thuê nó. Cô ấy là người Việt Nam. Tôi đang ở với cô ấy. Có vấn đề gì không? Không thể đắt vậy được. Tôi sẽ ổn ở Bắc Ninh. Vợ tôi là người Việt Nam nhưng là công dân biên giới. Cách biên giới quốc gia chưa đầy 8 km. Tôi thậm chí không được phép ở lại nhà vợ mình. Nếu bạn gái của bạn chưa kết hôn, cô ấy không thể bảo lãnh bạn được. Tất nhiên là có vấn đề. Một khi bị người khác tố giác hoặc bị công an phát hiện sẽ bị phạt tiền, thậm chí bị đuổi về nước. Không sao đâu, cô ấy sẽ bảo lãnh bạn ở Việt Nam. Nếu không có ai báo cáo thì sẽ không sao, rắc rối nếu có người báo cáo. Thật sao? Tôi thậm chí không dám sống ở đó vì sợ bị phạt. Đến thuê khách sạn hay nhà nghỉ bình thường cũng được. Điều này ổn thôi. Nó thậm chí không vấn đề gì. Tôi thậm chí không thể rời khỏi đất nước này. Tại sao bạn không thể rời khỏi đất nước họ? Có quá nhiều người ra nước ngoài và có những hạn chế, trong trường hợp nghiêm trọng, thậm chí không được cấp hộ chiếu. Bây giờ khi bạn rời khỏi đất nước, bạn phải báo cáo với đồn cảnh sát địa phương trước khi có thể rời đi. Các khách sạn thông thường ở Việt Nam không còn đủ chỗ cho người nước ngoài nữa rồi. Miền Bắc Việt phải không? Miền Nam Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nên ở đâu nếu đi du lịch thành phố Hồ Chí Minh? Bạn cần thuê khách sạn. Bạn có thể ở trong một khách sạn. Chúng ta không được phép thuê nhà. Bạn không thể tìm được một khách sạn nhỏ. Người nước ngoài không được phép ở trong những khách sạn nhỏ. Tôi đã thử nhưng không được. Lại nhì, dù sao thì tôi cũng luôn ở khách sạn. Bây giờ bạn có biết tỉnh Vân Nam có bao nhiêu người vợ Việt không? Tôi nghe một người bạn nói rằng có hơn 17.000 người ở quận Malipo. Lịch sử trong quá khứ không thể bị lãng quên, thực tế hiện tại phải được xử lý một cách hợp lý. Trong chính trị không có chỗ cho sự mơ hồ, lợi ích quốc gia lớn hơn lợi ích của các gia đình nhỏ. IP Việt Nam có thể phá vỡ hàng phòng thủ chúng ta. Dù thế nào đi nữa, tôi từ Quảng Đông đến đây chơi cũng không hay lắm ngoại trừ Quảng Châu, Thượng Hải sôi động hơn. Bây giờ tôi còn có thể về Việt Nam được không? Công ty sẽ cử tôi đi. Nếu lương cao gấp 1,5 lần ở Trung Quốc thì bạn phải đi. Công ty rác của chúng tôi cũng có kế hoạch gửi tôi đến đó mà không tăng lương. Mình thuê ở Bắc Ninh được hơn tháng rồi. Tìm nhà kiểu gì cũng có nhà từ 400.000 đến chục triệu. Tôi chỉ tiêu 1 triệu một tháng thôi. Tôi có thể thuê nhà với visa làm việc không? Tôi đã thuê được visa du lịch nhưng còn tùy vào vận may của tôi, nếu bị cảnh sát bắt thì tôi sẽ bị phạt. Người Việt ở Trung Quốc cũng khó khăn. Chính sách đối với người nước ngoài chắc chắn là khác nhau rồi. Trung Quốc đã kết thúc chuỗi, nhưng các ngành công nghiệp tương tự ở nước ngoài vẫn có thể dễ dàng tồn tại. Tại sao tôi không biết chuyện này? Tôi cũng có nhân viên ở Bắc Ninh. Tôi đứng tên công ty cho họ thuê nhà nên tôi chưa hề nghe nói đến chuyện này. Có rất nhiều người sang đó, họ đều đang tìm nhà. Điều quan trọng nhất là chủ nhà không hoàn tất thủ tục cho người nước ngoài thuê nhà. Công ty mời anh ta vào và yêu cầu công ty thuê nó để nhân viên của họ có thể sống ở đó. Tình hình thuê nhà ở Bắc Ninh hiện nay như thế nào? Nếu bạn có visa du lịch, bạn không được phép thuê nhà ở bên ngoài. Với giấy phép lao động, bạn có thể thuê nhà của công ty. Khi bạn biết tất cả họ đã chuyển đi ra ngoài, bạn vẫn có thể phạt họ chứ. Tôi đã trò chuyện với họ ngày hôm qua, nhưng họ không nói gì và nói rằng họ không biết về việc đó. Họ sẽ phạt bạn nếu bạn không biết.
ai sẽ phạt bạn nếu bạn biết bạn đã ra đi? Có vẻ một cô gái Trung Quốc và một cô gái Việt Nam ở cùng nhau nên ra ngoài thuê nhà thì hơn. Dating được sử dụng để tìm vợ hàng ngày ở Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam và các nước Đông Nam Á nhỏ khác đang tập trung chấn áp loại hình này. Các bạn nên tuân thủ pháp luật. Chủ nhà của tôi thực sự đã bảo tôi đừng sợ và từ chối cho tôi trả phòng. Còn chủ nhà trả cho chúng tôi nửa tháng tiền thuê nhà và chuyển đi ngay lập tức. Hôm qua chúng tôi cũng bị đuổi ra ngoài rồi. Không phải là họ phạt anh ấy, họ đang phạt bạn. Anh ấy chắc chắn không sợ. Người Việt không có uy tín nhỉ? Ở đây không phải là nhà tái định cư giá rẻ, bạn đừng lo lắng. Tôi nghĩ khu chung cư nhỏ nơi chúng tôi đang sống không nên khó khăn quá. Vậy làm sao chúng ta có thể sống ở đó? Sau khi có giấy phép lao động, bạn có thể xin giấy phép cư trú tạm thời và tự mình thuê một căn hộ. Nếu không, bạn chỉ có thể ở trong khách sạn. Hiện nay theo quy định mới, bất kể loại visa nào, mỗi tháng có cần phải đi khai báo một lần không? Không cần visa làm việc nữa. Còn những loại biệt thự mà người Việt tự xây dựng thì sao? Bạn sẽ vội vàng dọn vào phải không? Bằng cách này, việc tuân thủ quy trình trở thành thông lệ. Giấy phép lái xe không còn được cấp cho người Trung Quốc nữa. Nó thì có tác động gì đến tôi? Nó sẽ không ảnh hưởng đến vận may của bạn. Nhìn Việt Nam kìa, người Trung Quốc đã giúp đỡ họ trong quá khứ. Lần trước tôi đến đó đã gây phẫn nộ dư luận. Tôi xếp hàng suốt 3 tiếng đồng hồ, ai qua thì cho vào. Sau đó, một ông chủ dẫn đầu mắng mỏ hải quan Việt Nam, rồi mọi người lại náo loạn rồi họ cho mọi người vào. Chồng tôi làm việc ở Việt Nam trước đây, khi đi du lịch tôi chỉ có thể ở khách sạn đúng không? Tôi đang ở nhà một người bạn và tôi hiểu các quy định. Vì sao người Trung Quốc tới Việt Nam? Ngày nay, nhiều nhà máy ở Trung Quốc và một số tài nguyên do người Trung Quốc phát triển hầu hết đều sang Philippines và Việt Nam. Nhân công rẻ và giá thuê cũng rẻ. Đây là những điều cơ bản nhất. Trên thực tế, nếu tính đến hiệu quả, chi phí hậu cần và trách nhiệm thì giá nhân công không hề rẻ chút nào. Nhà máy đông quan chuyển đến đó và đi theo những người đến đó, nếu không thì sẽ chết đói. Hãy bình an nhé đồng bào. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có an toàn không? Không có vấn đề gì lớn, tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc thì không phổ biến ở Việt Nam. Bây giờ bạn đang đi du lịch ở Việt Nam. Nó có an toàn không? Thôi nào, tôi đến từ Vận Thành. Tôi làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Không có vấn đề gì, rất an toàn. Có rất nhiều người Trung Quốc phạm tội ở Việt Nam, bạn có thấy họ đáng khinh không? Tôi quá sốc. Cấm thuê nhà bằng visa du lịch. Nếu bị bắt, bạn sẽ bị phạt từ 10.000 đến 20.000 tệ. Điều này được pháp luật Việt Nam quy định. Khi đi công tác, chúng tôi luôn ở khách sạn. Thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ chứng kiến tình trạng này. Tìm vợ Việt Nam để kết hôn có được không? Chúng ta có thể sống như thế không? Có thể di chuyển ra nước ngoài có nghĩa là bạn không thiếu tiền. Ngành máy móc nông nghiệp ở Việt Nam thế nào? Nó có thể được phát triển không? Nó không còn dễ dàng như trước nữa. Làm sao để biết đó có phải là nhà tái định cư giá rẻ? Nhìn vào giá nhà, một ngôi nhà trong tầm 200.000 nhân dân tệ chắc chắn là một lựa chọn tốt. Tại sao về Việt Nam thế? Phát triển ở Trung Quốc có tốt không? Nó tốt ở Trung Quốc nhưng cũng tốt khi ở Việt Nam. Về Việt Nam mà bị phạt thì sang đó phát triển làm gì? Vì nhân công rẻ khi mở nhà máy ở Việt Nam. Từ các bình luận của netizen Trung Quốc về việc gặp khó khăn khi sống và làm việc tại Việt Nam, có thể rút ra một số kết luận về nhận thức của họ. Nhiều người Trung Quốc cảm thấy khó khăn trước các quy định về visa, thuê nhà và việc tuân thủ pháp luật tại Việt Nam. Họ thường gặp rắc rối khi không hiểu rõ quy định hoặc không có giấy phép làm việc hợp pháp. Điều này dẫn đến những tranh luận về các chính sách và thủ tục pháp lý Việt Nam, thậm chí là lo ngại về bị phạt và trục xuất. Họ nhận thấy chi phí thuê nhà và sinh hoạt tại Việt Nam không rẻ như kỳ vọng ban đầu, đặc biệt với các căn hộ dành cho người nước ngoài ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Một số người cho rằng giá thuê cao và không đáng so với chất lượng, trong khi một số khác nghĩ rằng người Trung Quốc có thể vẫn tìm được chỗ thuê với chi phí hợp lý nếu cẩn thận và có giấy phép đầy đủ. Một số bình luận nhấn mạnh về sự chào đón và thân thiện của người Việt, nhất là trong mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, sự hoài nghi về uy tín của người Việt trong việc cho thuê nhà hoặc kinh doanh cũng xuất hiện. Một số người bày tỏ sự thất vọng về việc thiếu minh bạch hoặc thủ tục rườm rà khi làm việc với chủ nhà. Nhiều người vẫn tin tưởng vào lợi ích kinh tế của việc sống hoặc làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là về chi phí nhân công và chi phí vận hành nhà máy. Tuy nhiên, họ nhận ra rằng việc tiết kiệm chi phí này đi kèm với sự phức tạp và trách nhiệm cao trong vấn đề pháp lý và văn hóa. Một số người Trung Quốc thấy Việt Nam là nơi tiềm năng để lập gia đình hoặc tìm kiếm cơ hội kết hôn, nhưng cũng có một bộ phận lo ngại về ảnh hưởng của mâu thuẫn văn hóa và chính trị
nhất là khi có các chính sách hạn chế người Trung Quốc trong việc lưu trú lâu dài tại Việt Nam. Nhìn chung, nhiều người Trung Quốc đánh giá cao cơ hội phát triển kinh tế tại Việt Nam, nhưng đồng thời cũng lo ngại về các thách thức liên quan đến pháp lý, chi phí sinh hoạt và khác biệt văn hóa khi đến sinh sống tại Việt Nam.